Đại Nghĩa xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Đối Mặt Thời Gian, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 21:35 thứ sáu trên kênh HTV7. Và cảm ơn nhãn hàng Luric vui ăn cùng bùng thương vị đến từ công ty cổ phần BBK đã đồng hành cùng với chương trình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với 5 người chơi của nhóm 1 nha. Chào các em. Bạn số 1 hãy giới thiệu cho mọi người biết về mình nào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Quang Hiếu, nghệ danh là Jayden. Mình là thành viên của nhóm nhạc Dominic. Nhóm của em là có bao nhiêu thành viên? Dạ nhóm em có 3 thành viên. 3 thành viên rồi, bữa nay là các thành viên kia đâu? Các thành viên kia thì không biết đang lạc ở đâu, thì hôm nay em đại diện nhóm em để chiến thắng cuộc thi này vậy. À, nếu như mà mình có một cái số tiền thưởng khá khá mang về, mình có thể là cùng với nhóm liên quan, rồi sau đó mình có thể mình làm sản phẩm nữa em. Nên rất mong là hôm nay chiến thắng con số tiền thưởng lớn nhất để làm MV. Làm MV. Đó là bạn Hiếu. Còn tiếp theo chúng ta làm quen với bạn số 2. Dạ, xin chào Đại Nghĩa, chào tất cả quý khán giả cùng với bốn bạn chơi chung với em. Em tên đầy đủ trong chứng minh nhân dân của em tên là Lê Vũ Đa và nghệ danh của em cũng là Lê Vũ Đa. Em rất vui khi tham gia chương trình này. À, hiện nay Đa đang là diễn viên, mình có cộng tác với nơi nào không em? Dạ, cộng tác thì bây giờ ai kiểu gì em đi đó. Tức là mình cũng là diễn viên tự do ha. Dạ đúng ạ. Sân khấu hoặc là phim ảnh nếu như có lời mời thì mình nhận lời hết. Dạ. Rồi game show cũng không bỏ. Dạ không bỏ. Cái gì cũng tham gia hết. Vũ Đa là một diễn viên trẻ. Ngoài những cái vai diễn cá tính thì bên cạnh đó còn là những cái vai hài hước vui nhộn nhịp. Khán giả cũng quen thuộc với một hình ảnh Vũ Đa sôi nổi và đôi khi có những cái phần mà nó hơi gọi là điên loạn trên sân khấu. Có bao giờ em được đóng những cái vai nào hiền lành chưa Đa? Anh thấy toàn là những cái vai hài hước tưng bừng náo nhiệt rồi cào cấu lăn lê bò lết không à? Dạ có, ngoài những cái vai mà cào cấu đó thì đầu tiên cái vai diễn đầu tiên của em là ở sân khấu Thế Giới Trẻ là em vai chính kịch đó. Em vai đẹp á, em kép đẹp luôn. Kép đẹp luôn? Dạ. Tự tin không? Dạ không. Nói sao chứ em cũng là ngoại hình của một kép đẹp sân khấu mà. Dạ nói giỡn chứ em cũng thích vai nào cũng thể hiện hết chứ không có chê hoặc là bỏ vai nào hết. Nhưng mà sau này hình như là đạo diễn là ít khi nào giao cho em những vai chính kịch. Thì em cũng không biết nữa. Xong thời thế thay đổi hay sao á, rồi xong dai mà tận lôi trôi lóc chóc rồi xong điên khùng này nọ không à. Là em. Là em. Thường là dạng bao mới là những cái vai ấn tượng đó. Còn những cái vai mà kiểu như đào đẹp kép đẹp á thì mình hãy dành cho những bạn mà đẹp thiệt. Em đẹp giả. Không phải, ý là đẹp hơn mình. Dạ. Cái ngoại hình nó bắt mắt, dễ gây cảm tình với khán giả. Nhưng mà cái khả năng diễn xuất, đặc biệt là khả năng hoạt náo của các bạn diễn viên trẻ như là Bú Đao đây, thì nó cũng là một trong những yếu tố để giúp cho các bạn đến gần với khán giả hơn. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Đây, tiếp theo, làm quen với một trai đẹp của chương trình. Em xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào bốn người chơi và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đối Mặt Thời Gian. Em tên là Ngô Văn Khánh. Sở thích của em là thắng chương trình ngày hôm nay. Sở thích. Sở thích đơn giản ha. Dạ. Và em đang là diễn viên ạ. Diễn viên đó. Em đến với chương trình này với cái sở thích của mình là muốn được chiến thắng. Nhưng em cũng biết chương trình này của chúng ta cái gì là cái căng thẳng nhất, áp lực nhất đó là thời gian. Thời gian. Đó. Em đang là diễn viên nhưng mà em chủ yếu là mình đóng phim hoặc là tham gia các MV, các TVC quảng cáo thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em vừa có tham gia một số phim của bên đài truyền hình ạ. Dạ. Vai diễn như thế nào em có thể tiết lộ chút xíu được không? Thì là vai nói chung là cũng một cái vai hơi đẹp một chút. Hơi đẹp một chút. Dạ. Tự nhiên từ Vũ Đa qua đây xong cái khiêm tốn hẳn. Không, đẹp. Khánh Ngô là dạng như là một kép đẹp, một diễn viên đẹp trên màn ảnh cũng như là trên sân khấu. Cảm ơn em nha. Dạ. Và tiếp theo làm quen với bạn số 4. Chào tất cả mọi người, chào anh Đại Nghĩa, chào bố bạn chơi. Em tên là Lương Thăng và hiện tại em đang là diễn viên. Em là diễn viên, mình có cộng tác nơi nào không em hay là tự do? Trước đó thì em có hoạt động trong nhóm nhạc kịch Buffalo. Dạ. Và sau đó thì do một số trục trặc của bên không có điều kiện diễn sân khấu nhiều quá. Nên là em vẫn đang đi làm nghề bình thường vậy. Khi mà tham gia nhạc kịch thì đòi hỏi có rất là nhiều những cái kỹ năng. Ngoài kỹ năng diễn xuất ra, đó là ca hát, nhảy múa. Với những cái lĩnh vực em đang tham gia như là mình đóng phim hoặc là mình diễn kịch ở sân khấu, đặc biệt là với thể loại nhạc kịch thì em thích cái nào hơn? Em nghĩ là em thích diễn viên hơn. Tức là mình có thể mình thể hiện nhiều cái vai diễn, nhiều cái cảnh khác nhau. Còn với nhạc kịch thì đôi khi nó sẽ có một vài điểm hạn chế. Đặc biệt là với Việt Nam chúng ta thì thể loại nhạc kịch chưa phải là một thể loại được khán giả đón nhận nhiều lắm, phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Cảm ơn em nha và mong là em cũng sẽ hoạt động tốt trong những lĩnh vực mà em đang tham gia. Cảm ơn anh. Tiếp theo, bạn số 5. Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lâm Lắm, nghệ danh của em là Nhật Lâm. Hiện tại em là diễn viên. Tên của em là gì? Lâm gì? Dạ, Lâm Lắm. Lâm Lắm? Dạ. Lâm Lắm chỉ là nghệ danh thôi đúng không em? Dạ, nghệ danh của em là Nhật Lâm. Nhật Lâm, còn Lâm Lắm tức là tên thật dạ, của tên mình. Thật của em. Cái chữ Lắm là
giống như thích lắm, vui lắm vậy đó hả? Dạ đúng rồi ạ. À, em có hỏi gia đình vì sao lại đặt cho mình cái tên như thế này không? Dạ, cái tên của em là do ông nội đặt. Anh của em là Hên, em là Lắm. Dạ. Hai anh em Hên Lắm hả? Dạ. Cảm ơn em. Hiện nay bạn này cũng đang là diễn viên. Và đó là 5 người chơi của nhóm đầu tiên ngày hôm nay, thưa quý vị. Các em thân mến, trước mặt anh có 6 cái đồng hồ. Và mỗi cái đồng hồ nó sẽ là một gói thời gian khác nhau. Có cái 30 giây, có cái 45 giây, có cái 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 45 giây và 2 phút. Khi các em bấm nút chọn đồng hồ, các em sẽ không biết nó là bao nhiêu giây đâu. Khán giả xem truyền hình thì sẽ thấy, bởi vì đồng hồ nó sẽ hiển thị trên màn ảnh. Còn chúng ta thì không thấy, chỉ tập trung vào câu hỏi mà thôi. Nhưng sẽ có một dấu hiệu để cho các em nhận ra rằng đã 30 giây trôi qua. Dấu hiệu đó thế này. Đó. Nghe then là mình biết rằng đã 30 giây. Để mình tính cái việc là mình sẽ tiếp tục trả lời hay mình chuyển lượt bằng cách gọi tên một trong bốn người còn lại. Và đồng hồ thời gian dừng lại ở vị trí nào thì bạn đó sẽ phải chia tay với chương trình của chúng ta. Ai trong số các bạn là người sẽ bấm nút chọn đồng hồ đầu tiên? Dạ em ạ. Mời Vũ Đa đặt tay vào nút bấm. Bắt đầu bấm. Đồng hồ số 1. Câu hỏi dành cho Vũ Đa. Bắt đầu. Bánh cống Đại Tâm là đặc sản của tỉnh nào? Dạ, Châu Á. Cao su thiên nhiên là loại vật liệu được sản xuất từ phần nào của cây cao su? Dạ, mũ. Đúng. Tiếp theo. Đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi qua bao nhiêu tỉnh thành? Dạ, 1. Đúng. Dạ, Khánh. Đâu không phải là xứ sở của sâm cao ly? Triều Tiên, Hàn Quốc hay Nhật Bản? Nhật Bản. Đúng. Hiếu. Kể tên 4 nhóm máu phổ biến ở người. A, B, AB và O. Đúng. Lâm. Xoài cát, xoài múc, xoài keo, xoài lắc. Từ nào chỉ một địa danh? Bỏ qua. Hàm, cửa, nanh là những từ thường gặp trong cấu trúc nào của cơ thể động vật? Cung mẹ, cung hàm. Hàm. Sai, là răng. Giải quần vợt Úc mở rộng 2020 lần thứ 108 được diễn ra tại thành phố nào ở Úc? Bỏ qua. Kiến chúa là con cái hay con đực? Cái. Đúng. Thằng. Theo tiêu chuẩn quốc tế, nhóm đá quý gồm 4 loại: ruby, sapphire, ngọc lục bảo và loại nào? Bỏ qua. Thủ đô của Philippines có tên là gì? Bỏ qua. Trong cờ tướng có 2 quân cờ chỉ đi theo đường chéo là quân sĩ và quân nào? Quân tốt. Sai, là tượng. Thay một chữ cái trong từ kiếm để thành tên một côn trùng. Kiến. Đúng. Khánh. Lễ hội khai ấn đền Trần diễn ra ở tỉnh nào nước ta? Bỏ qua. Quốc kỳ của Campuchia có hình đền Angkor Wat màu gì? Màu vàng. Sai, là màu trắng. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đầu tiên do VFF tổ chức có mấy đội tham dự? 8 đội. Sai, là 4 đội. Nhắc đến cơm hến, bạn nghĩ ngay đến đặc sản của tỉnh thành nào? Huế. Đúng. Hiếu. Nguyên tố nào trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mặt trời? Heli. Đúng. Đa. Vật gì che nắng che mưa, khi đẩy thì tròn, khi kéo thì thon? Ô dù. Đúng. Lắm. Lắm. Trên huy chương của giải Nobel hết giờ. Lắm. Quýu. Hồi kêu tên anh luôn nghĩa. Làm sao em? Hồi kêu tên anh luôn đó. Lộn tên anh luôn. Rồi đến lúc đó là răng môi lưỡi nó lẫn lộn với nhau. Gì quên luôn. Là em quên luôn á. Dạ lắm lắm. Lắm. Vừa rồi chúng ta trải qua có thời gian là 2 phút. Lâm giật mình không em khi nghe gọi tên mình? Dạ cũng giật mình. Trời ơi mọi người. Tại vì thấy đèn đỏ là cái hết hồn anh. Anh cũng chưa kịp đọc xong cái câu hỏi mà dành cho em nữa thì thời gian đã dừng lại rồi. Và ở cái lượt chơi vừa rồi thì Đa đã kịp gọi tên của Lâm. Trời. Mặc dù hơi lúng túng xíu. Em trễ một cái là em bị... Là em lên đường. Lên đường luôn hả? Quá còn đi. Đa là nhiều điểm nhất. 2.000 điểm. 2.000 điểm. Mọi người kêu tên Đa nhiều hơn nha mọi người. Dạ. Và bây giờ thì điểm của Lâm sẽ là tiếp tục chuyển sang cho Đa để cho Đa tăng điểm số hơn nữa là 2.500 điểm. Wow. Trời ơi. Tội nghiệp Lâm mới đến chương trình. Chưa kịp chơi nữa. Còn chưa kịp hòa nhịp nữa ha em. Lâm. Chưa kịp hòa nhịp luôn. Em có bao giờ đóng phim chung hay làm việc chung với anh Buddha chưa? Dạ chắc em không dám đâu. Em sợ. Sao kỳ vậy? Là người tỷ người ta đi mà đương nhiên người ta kỵ mình rồi. Không phải, tự nhiên cái không nhớ tên nó kêu vô cho nhớ giờ đi luôn rồi. Ủa là anh trước luôn hả? Rất luôn rồi. Trời đất ơi. Thì đúng rồi em. Đồng hồ dừng lại ngay chỗ bạn Lâm thì phải chia tay mình thôi. Trời. Nhưng mà anh sẽ gửi cho em một phần quà của chương trình nha, một chiếc điện thoại thông minh. Chào tạm biệt em. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu thứ hai của bốn người chơi còn lại. Qua cái lượt đầu tiên thì các bạn cảm nhận thế nào? Tim em đập thình thịch.
đập như cái nhịp nhạc vậy đó. Cứ cực kỳ hình một cái. Đề nghị chương trình mở cái nhạc nó nhẹ nhàng hơn để bọn em đỡ hồi hộp. Đó là cái áp lực mà chương trình cố tình tạo ra cho các người chơi đó. Giờ nhớ tên mọi người hết chưa đa? Dạ nhớ rồi, lắm đi rồi. Lắm nữa. À, vậy mà coi chừng một lát gọi tên lắm nữa đó. Chưa vô chơi. Nhắc lại lần nữa nha. Hiếu, Hiếu, Bửu Đa, Đa, Khánh, Khánh và Lương Thăng. Thăng à. Thăng đang thấp điểm nhất, em sẽ là người chọn đồng hồ. Bấm. Đồng hồ số 5. Chuẩn bị nha. Câu hỏi dành cho Lương Thăng bắt đầu. USB chứa đầy dữ liệu có nặng hơn USB rỗng không? Có. Đúng. Tiếp. Hoàn thành câu sau. Ao chấm 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 nước động. Ao tù. Đúng. Tiếp. Màu sắc đặc trưng của hạt điều màu là màu gì? Màu đỏ. Đúng. Đa. Lưu huỳnh dioxit SO2 là một trong số các nguyên nhân gây nên hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nào? Cháy. Sai. Mưa axit. Tôi gấp đôi số 6 và gấp 3 lần số 4. Tôi là số mấy? 12. Đúng. À, Hiếu. Hết giờ rồi em. Dù. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy may mắn quá mọi người. Trời ơi, một lần nữa cái điều trước đó đã được lặp lại. Nhưng lần này thì may mắn không chiếu cố Bửu Đa nữa. Trời ơi, kêu nhanh là được rồi, trời ơi. Trời ơi, em chỉ cần sớm một giây thôi là em qua trù này. Không nhớ tên nữa hay sao? Không phải, có cái bản tên luôn mà đọc cũng bị cận á. Cận, hổ thừa á anh. Hổ thừa nữa. May quá. Người ta đã nhớ tên thì không cần phải nhìn. Không, anh nói chơi thấy chưa, em run thật sự luôn. À. Kêu tên, giờ kêu tên lộn xộn là giờ em run quá coi như đó, rất là buồn quá. Thì hồi nãy là may mắn đúng không? Rồi là lắm gì đó. May mắn. Còn em thấy gọi tên em đèn đỏ em hết hồn. Đèn một giây nó đỏ lên rồi và âm thanh nó bùm rồi, lúc đó mới gọi tên Hiếu. Trời ơi. Thành ra là mình phải chấm dứt cuộc chơi tại đây thôi. Anh nghi lắm, anh nghe cái nhạc nó dồn dập phía cuối. Mọi người là nghe nhạc chuẩn bị nó đã hết giờ rồi. Thời gian chỉ có 30 giây thôi, gói vừa rồi của chúng ta là 30 giây, rất nhanh. Hàng gì nhìn qua rồi còn ngắm nghía. Gọi tên liền đi, ngắm coi người này sao, có đẹp hơn mình không, có cao hơn mình không, rồi mới hiếu một cái là hết giờ. 12. Đúng. Hiếu. Hiếu là của một fan rớt tim em. Dạ, đúng, em rớt tim á. Nhưng mà ai gọi tên Đa vậy ta? Em á. Thăng hả? Dạ. À. Tại vì em biết Đa nhất trong team này, em biết nhớ tên Đa thôi à. Còn giờ điểm em Đa sao? Thì điểm của em sẽ nhường cho Thăng chứ sao nữa em. Ui. Của? Ui. 3.000 điểm của Bửu Đa sẽ chuyển sang cho Lương Thăng. Em không cố ý nha, em xin lỗi Đa. Có ý đồ à. Đa ơi. Hai anh em rồi cũng có biết nhau trước rồi đúng không? Dạ. Đó, có từng kịch làm việc chưa? Dạ, dạ chưa từng làm việc nhưng mà có coi kịch. Thì bây giờ em còn tiếp tục xem nữa không? Dạ vẫn xem. Thôi. Dạ. Đúng rồi, bạn rất cao cả. Dạ. Cái này là vui mà anh không có thù hằn với cuộc sống. Thì vui là vui với người ở lại thôi em. Và chúng ta sẽ phải chia tay Bửu Đa tại đây. Và một phần quà là một chiếc điện thoại thông minh cũng sẽ dành tặng cho Bửu Đa. Thưa quý vị, trước khi đến với những phần thi tiếp theo, hãy nghỉ với Lào ít phút nha. Thưa quý vị, đây là lượt thi đấu thứ 3. Hiện nay thì bạn Hiếu đang có 1.000 điểm, Khánh 1.000 điểm và Thăng 6.500 điểm. Ui dồi ôi, Hiếu sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Dạ. Em có cơ hội nè, em chọn đồng hồ trước, em được trả lời trước. Đó. Em sẽ canh, em sẽ canh. Mời em chuẩn bị. Bấm nút. Đồng hồ số 3. Câu hỏi dành cho Hiếu. Bắt đầu. Cái nào nặng hơn 3 tấn hay 7.000 ký? 7.000 ký. Đúng. Tiếp. Người nước nào đã phát minh ra chiếc máy photocopy? Mỹ. Đúng. Tiếp. Loài cây đặc thù của quần đảo Trường Sa chỉ nở hoa vào ban đêm, gọi là hoa gì? Bàng vuông. Đúng. Thăng. Màu đen của bánh gai có từ loại lá nào? Lá gai. Đúng. Tiếp. FIFA lần đầu tiên sử dụng quy tắc phạt thẻ đỏ, thẻ vàng trong World Cup vào năm nào? 1970. Đúng. Khánh. Giỏ bánh mì của châu Âu là biệt danh của đất nước nào? Pháp. Sai, Ukraine. Đố mẹo nha, khán giả, hoa giả, cỏ giả, cái nào là thật? Khán giả. Đúng. Thăng. Khối lập phương là một khối đa diện đều, ba chiều, có sáu mặt đều là hình gì? Hình. Hiếu. Phải trả lời. Có trả lời, trả lời. Hình. Hình tròn. Hình vuông. Hết giờ.
khối lập phương mà em. Hình vuông. Em cuốn không nhớ hình gì luôn. Cuốn quá không nhớ thì nói cho qua. Cuốn quá thì nói cho qua. Không biết nhớ cái gì luôn. Trả lời đại luôn anh. À không biết nhớ cái gì luôn anh. Không biết nhớ cái gì mà nhớ tên người ta cái gọi ngang. Trời đất ơi, khi nào anh trả lời đúng anh mới được quyền gọi tên người ta chứ lần này anh trả lời sai anh đang ú ớ. Mà anh gọi tên tang chi. Cái gói thời gian vừa rồi là 1 phút. Trước đó là Khánh gọi tên Thăng phải không? Dạ. Ủa sao cái gương mặt lạnh lại vậy? Trừng hững chết lặng đó. Chết lặng luôn đó hả? Chết lặng trong khoảnh khắc. Đó, 8.000 điểm của Lương Thăng sẽ chuyển sang cho Khánh. Ủa? Ôi mừng quá. 9.500 điểm Hiếu ơi. Trời ơi, em vẫn ít điểm quá nè. Thường người ta nói sai phải không? Lù đù giác cái lưu chà. Trong 5 người này nãy giờ mình thấy Khánh là cái đứa nó hiền lành, nó ít nói nhất. Vậy mà đó bây giờ điểm nó vượt lên 9.500 điểm. Còn Lương Thăng, em ơi số 0 tròn trịnh trước mặt em nha. Số 0 tròn như cuộc đời của em vậy đó. Trời ơi, vậy là cuộc đời em là một cái dòng tuần hoàn á hả? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Và sẽ gửi cho em một chiếc điện thoại thông minh là phần quà nha. Chào tạm biệt Lương Thăng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu cuối cùng dành cho các bạn ở nhóm 1. Giờ chỉ còn có 2 người thôi, Hiếu và Khánh. Khánh thì điểm số bây giờ đã cao lên rồi, 9.500. Còn Hiếu là 4.000. Hiếu sẽ là người bấm nút cho đồng hồ. Bấm. Đồng hồ số 4. Câu hỏi dành cho em, bắt đầu. Nấm hương còn có tên gọi khác là gì? Nấm đông cô. Đúng. Tiếp. Nhà xanh là tên gọi dinh tổng thống nước nào? Hàn Quốc. Đúng. Tiếp. Nếu bị mất kết nối internet, Google Chrome sẽ cho bạn chơi game khủng long vượt chướng ngại vật gì? Khủng long vượt vượt cây xương rồng. Đúng. Chuyển thành. Lá đa, lá lốt, lá lách, loại lá nào không phải lá cây? Lá đa. Sai, tất cả đều là lá cây. Dare hay La 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 là bài hát của nhạc sĩ, ca sĩ nào? Em nghe lại à. Dare hay La 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 là bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ nào? Adele. Sai, là ca sĩ Sakura. Ôi Sakura. Điểm nào? Hết giờ Khánh ơi. Vừa rồi chúng ta trải qua gói thời gian là 45 giây. Và 9.500 điểm của Khánh sẽ được chuyển sang cho Hiếu. Em thấy mình sao Hiếu? Quá may mắn, em chuẩn bị mang vinh quang cho gia đình. Người tính nó bằng trời tính là vậy đó. Đúng rồi. Đúng không? Mặc dù có nhiều áp lực đến với mình, nhưng mà mình vẫn vượt qua để giành chiến thắng. Là người chiến thắng của nhóm 1, em sẽ đại diện cho nhóm bước vào vòng trong. Còn với Khánh thì em sẽ nhận được một chiếc điện thoại thông minh là phần quà của chương trình nha. Và thưa quý vị, hãy dành ít phút nghỉ giải lao trước khi chúng ta đến với nhóm thứ 2 của ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh thứ hai của ngày hôm nay, cũng là năm bạn trẻ. Đây, số 1, mời em giới thiệu về mình trước nào. Xin chào tất cả mọi người và xin chào tất năm anh còn lại. Bốn anh còn lại. Em tên là Thế Anh và em lớn lên và sinh ra tại vùng đất Nghệ An và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thường ta phải nói là sinh ra và lớn lên chứ đúng không? Chứ lớn lên và sinh ra. Dạ, tại vì em hơi ngại á. Rung quá em. Dạ đúng rồi. Công việc của em là gì? Dạ hiện tại em đang là một bartender ạ. Bartender. Dạ, à, là công việc của mình là buổi tối mình đến các quán bar mình pha chế cho khách. Dạ đúng rồi. Em làm công việc này lâu chưa? Thì công việc này em cũng làm gần 2 năm rồi. Anh thích công việc này lắm luôn á. Anh đã từng có ý định là sẽ đi học một cái khóa về bartender. Và đặc biệt là khoái mấy cái vụ mà ông bartender mà ông biểu diễn á. Cầm cái chai quăng chụp thức cái này kẹt khách này kia đó. Anh có thích không thì để anh chỉ cho anh một vài đường các bạn cũng được. Em có thể làm được những điều đó không? Đúng, em có thể làm được. Tại vì có những bartender khi anh hỏi á, thì các bạn ấy chỉ nói rằng là chỉ pha chế thôi. Còn những cái kỹ thuật mà biểu diễn tung hứng này kia thì các bạn ấy không có học qua. Em có học luôn hả? Em có học vài đường cơ bản thôi. Học lâu không em? Nếu mà anh đam mê với nó và anh thích nó thì anh học nó rất là lẹ, rất tiếc là nhanh. Quá. Phải chi mà bữa nay em có mang theo cái đạo cụ của em để có thể biểu diễn chút xíu cho anh và mọi người xem luôn được thì hay biết mấy. Nếu mà có dịp lần sau có gặp anh nữa thì chắc là ok có đủ điều kiện. Dạ. Và ngoài công việc bartender ra em có tham gia thêm một cái công việc nào khác nữa không?
Hiện tại thì em cũng đang đi ca hát ở những quán cà phê acoustic khác nữa. Tức là ngày nào mà không có cái ca làm của mình về nghề bartender thì mình sẽ đi ca hát thêm ha? Dạ đúng rồi ạ. Cảm ơn em. Tiếp theo mời em số 2. Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào các bạn, các anh người chơi thì và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đinh Nhật Minh và em đang là nghệ sĩ sáo trúc tự do. Nghệ sĩ sáo trúc? Dạ. Nhật Minh? Dạ. À, em có đi biểu diễn thường xuyên không? Thì em có biểu diễn cho các sự kiện cũng như là phục vụ cho các chương trình của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Em học sáo được bao nhiêu năm rồi? Tính đến nay là hơn 15 năm ạ. Hơn 15 năm. Không lẽ giờ mình nói mình cũng thích môn sáo nữa mới công. Người ta nói mình giống như là giả bộ. Thấy ai làm ngành gì mình cũng nói là mình thích. Mà thiệt ra anh thích thiệt. Dạ. Nhưng mà anh không có khả năng thổi sáo. Anh đã từng học sáo, từng mời một bạn về nhà dạy cho anh luôn đó. À dạ anh. Nhưng mà anh lại không có khả năng chơi nhạc cụ bộ hơi, bộ dây thì bộ. Em thấy gõ anh có, chơi có úp cái đàn tranh. Thì về những cái bộ dây, nhạc cụ bộ dây, bộ gõ thì anh làm được. Nhưng mà những cái nào về bộ hơi thì cảm giác là cái hơi mình nó không đủ dài để mình có thể chơi được những nhạc cụ như vậy. Mặc dù anh đã có chuẩn bị sẵn cho mình những cống sáo trúc nè, thậm chí anh đã mua, anh chuẩn bị cho mình những cống tiêu luôn. Tiêu trúc tím nó dài cỡ này nè. Dạ đúng. Đó, mê lắm mà thổ không được, để chân cho đẹp vậy thôi. Cảm ơn em, mong rằng sẽ có dịp anh em mình gặp nhau để mà thọ giáo. Còn nếu như bữa nay em có mang theo cây sáo thì em có thể biểu diễn cho mọi người một chút được không? Dạ, em có. Tuyệt vời. Thì cũng trong cái sự nghiệp của em cũng có góp được hai cái tiếng sáo vào hai cái bài gọi là hit của V-pop mình, đó là bài Để Mình Nói Cho Mà Nghe. À, và mới gần đây là bài Người Ơi Người Ở Đừng Về của Đức Phúc. Ồ. Thì hôm nay em sẽ mang đến cái đoạn bài của Đức Phúc, đó là bài Người Ơi Người Ở Đừng Về. Cái bài này bây giờ cũng đang hot lắm đó. Dạ. Thì cũng rất là vui khi mà có những cái các bạn trẻ nghệ sĩ khi tạo những ra cái sản phẩm đem cái âm nhạc dân tộc vào kết hợp với âm nhạc điện tử, thì nó cũng là cái mà em hướng tới để em định hướng cái sự nghiệp của mình đó là làm sao để cho những cái thứ nó cũ kỹ, người ta nghĩ là cũ kỹ nhưng mà nó gần gũi hơn với các bạn trẻ thế hệ của em. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức Người Ơi Người Ở Đừng Về một đoạn nữa. Nghĩ rằng là đơn giản khi thấy là chỉ cần kê cái miệng vào và thổi nó ra âm thanh vậy thôi. Nhưng mà tập đi rồi mới thấy nó khó. Phải điều tiết được cái làn hơi của mình cho nó đều. Dạ, cũng may là chắc là có một cái có dòng máu trong cơ thể con người em. Tại vì gia đình em là có 3 thế hệ theo đuổi cái sáo trúc. Và em là thế hệ thứ 3. Và ông nội em là thế hệ thứ nhất. Là nghệ sĩ ưu tú Đinh Thình. Thế hệ thứ 2 là nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh. Và nghệ sĩ ưu tú Tuyết Mai là bố mẹ em. Bây giờ là em là thế là con nhà nồi đó. Nhưng mà phải nói chứ mình cũng phải có cái năng khiếu trong đó. Ví dụ như nhà anh nè, ba anh thổi sáo rất giỏi. Ba anh thổi sáo rất giỏi nhưng mà anh không thổi sáo được mặc dù rất thích. Thôi đúng rồi, coi như là mỗi người mình sẽ có một cái khả năng duyên khác nhau. Với cảm ơn em rất là nhiều nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với người đứng ở vị trí số 3. Người này thì chắc là không cần nói thêm bởi vì người ấy nói còn nhiều hơn Đại Nghĩa nữa quý vị. Dạ em xin chào Đại Nghĩa cũng như là chào bốn người chơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Dương Bảo Lâm. Năm nay em sinh năm 1989. Em thì tròn 31 tuổi. Quê quán của em là ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai. Công việc chính của em hiện tại là livestream, là một doanh nhân thành đạt, là một người mẫu ảnh, là một diễn viên điện ảnh, diễn viên tự do. Nói chung là cái gì cũng làm hết. Và ngày hôm nay mong các bạn hỗ trợ em cũng như là anh Nghĩa hỗ trợ em. C tự nhiên cái xe giống như xí người ta vậy đó. Anh ơi, sao từ nay tham gia chương trình rồi em thấy em sợ quá. Cái âm sợ nhạc gì? Âm nhạc sao mà cái âm thanh nó huyền bí, ánh sáng nó cũng gọi là nó màu màu tối tối á. Em sợ quá anh Nghĩa, nó không giống những game mà em tham thì gia. Cố tình làm vậy
để tạo áp lực cho người chơi đấy, coi coi người chơi bản lĩnh cỡ nào mà cỡ như em thì bây giờ có tắt đèn tối thui em cũng làm được mà sợ gì lắm. Dạ em thấy bên đó là bartender cũng đòi học rồi, sáu chút cũng đòi học, bên đây có livestream thì anh học không à? Không livestream thì anh không học, anh cũng làm được nha. Đó nè, ví dụ bartender là người ta khéo léo cái tay, người ta tung hứng phải tập mới được. Dạ. Rồi thổi sáo cũng vậy à, mà cho anh hỏi một cái với bạn Minh nè. Minh, khi mà thổi sáo á, người ta có yêu cầu cái vòm miệng của mình như thế nào không? Dạ có, đúng rồi anh. Sao tùy theo mỗi người sẽ có cái vòm họng, vòm miệng để mà thuận lợi cho việc thổi sáo. Ví dụ nếu anh mà cái người mà anh Lâm kìa đó, ví dụ đó, môi này thổi gì được ạ? À? Được, anh nghĩ là được. Được không? Dạ, hơi tốn thời gian tí xíu hơi thôi. Tốn đúng không? Dạ. Hơi tốn thời gian để đi đẻo cái môi này cho nó gọn. Chắc cái lỗ cái sáo nó mình phải khoét bự đi cho anh. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy, là cái sáo nó phải to hơn xíu. Sơ hở là em nuốt luôn cái sáo. Lâm mà thổi sáo á, thì cái lỗ nó phải to như cái chén đó, mới vừa với cái miệng mình thổi. Cũng như là với cái làn hơi khủng của em, đúng không? Dạ. Mà ngộ không, khi giới thiệu về mình lẽ ra à, công việc chính của em là gì? Là diễn viên trước đã, rồi livestream sau. Đằng này em đưa cái livestream lên đầu, phải cho em đang coi cái việc livestream nó quan trọng hơn và em đánh giá nó nặng hơn cái công việc diễn viên của em? Dạ không anh, tại vì em thích em nói gì thôi, em không có sắp xếp gì hết á. Nhưng mà đối với bản thân em thì cái nghề diễn vẫn là cái nghề mà quyết định cuộc đời của em và em sẽ sống chết với nó. Còn livestream thì đối với em một cái cuộc dạo chơi thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Trời, cái cuộc dạo chơi đó nhiều tiền của em ha. Tiền rải trong cái cuộc dạo chơi đó của em cũng được, làm công việc gì cũng tốt, miễn sao nó là những công việc chân chính để mang lại cho mình những cái đồng tiền thu nhập cho gia đình, cho bản thân là tốt rồi. Đó là bạn Lê Dương Bảo Lâm ở vị trí số 3. Tiếp theo làm quen với bạn số 4 nào. Dạ em chào anh Đại Nghĩa. Em tên là An Duy. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và hiện tại thì em đã vào Thành phố Hồ Chí Minh được 2 năm và hiện tại thì em đang làm ca sĩ tự do. Làm ca sĩ tự do ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mà trước đây ngoài Hà Nội em có làm ca sĩ chưa? Có đi diễn ở các phòng trà, các cà phê sinh viên ạ. Và em thấy cái môi trường hoạt động giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nó có gì khác biệt hoặc là nó khó khăn hơn như thế nào? Khác biệt thì có, chắc chắn là sẽ có rất nhiều sự khác biệt. Ở ngoài Hà Nội thì em cảm thấy nó quy mô nó nhỏ hơn. Còn ở trong này thì mọi thứ nó dễ dàng hơn. À không phải không dễ dàng hơn mà nó sao ta nhỉ? Nó có nhiều cơ hội làm việc hơn. Nhiều cơ hội hơn, để mình không? Có thể thể hiện cái khả năng của mình hơn và mình có thể trau dồi, mình tiếp xúc với nghề được nhiều hơn nữa. Nhưng mà nó cũng là một cái môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn. Vâng. Là bởi vì có rất nhiều các bạn ca sĩ cùng hoạt động. Vâng. Cho nên là để có được một chỗ đứng cho mình, để có được một dấu ấn với khán giả thì đòi hỏi mình rất là nhiều cái sự nỗ lực. Dạ. À cảm ơn em và chúc em thành công với sự lựa chọn ở môi trường mới này nha. Dạ em cảm ơn anh. Tiếp theo bạn số 5. Chào anh Đại Nghĩa, chào anh Lâm cũng như là các bạn cùng chơi và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Bảo Thạch, hiện tại em đang là nghiên cứu sinh của một cái trung tâm nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó em cũng làm MC tự do. Em nghiên cứu về cái gì em? Em đang hiện công tác trong một cái phòng tên là phòng động vật. Em làm về vaccine, về tế bào, về chuyển gen. Wow, giỏi quá vậy hả? Là trước đây em học trường nào ra? Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đại học Tôn Đức Thắng, ngành chuyên ngành là gì em? Dạ công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học, cho nên bây giờ em đang làm đúng với cái công việc mà mình đã từng học trước đây. Chuyên ngành của em hiện tại là y sinh nè. Là y làm sinh. Những cái gì liên quan về y khoa, về sức khỏe. Trời ơi, giỏi quá. Anh giỏi. Nghĩa cho em về đi anh Nghĩa ơi. Sao vậy? Mấy bạn xung quanh em giỏi quá, em làm lợi. Nhưng mà mấy bạn xung quanh đâu có ai nói giỏi như em. Nhưng mà kiến thức mấy bạn nhiều quá, em thấy mấy bạn nhiều lắm. Em về đi anh, cho em về. Đến đây để mình học hỏi em à. Em nha. Sợ quá. Không đến ai đây nói lại Lâm đâu à. Cho dù mình có phải ra về sớm do không trả lời được thì nó cũng sẽ là những kiến thức mà mình thu thập được chứ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần giới thiệu sơ qua về luật chơi cho các bạn. Ở đây trước mặt anh có 6 cái đồng hồ thời gian và chúng ta sẽ không biết nó là cái gói thời gian bao nhiêu khi mình bấm nút mình chọn. Chỉ biết rằng trong 6 gói này có 30 giây, có 45 giây, có 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 45 giây và 2 phút. Khi các bạn bấm nút chọn đồng hồ, các bạn cứ tập trung vào câu hỏi và đưa ra đáp án. Nếu đáp án là đúng, các bạn có quyền đi tiếp hoặc các bạn có thể chuyển lượt cho những người bạn còn lại bằng cách gọi tên. Ở đây thì anh thấy có mình Lâm là cái tên mà dễ nhớ nhất. Cho nên là các anh em ở đây mình cứ ưu ái cho Lâm chút xíu. Bớt lợi, bớt gọi. Ồ, em bớt lợi. Hả? Bớt gọi tên em trong đêm lợi. Dễ thiệt. Em ơi, em là anh lớn trong nhóm này nha. Dạ. Làm gương cho mấy em nó. Bớt kêu tên anh lợn nha mấy đứa. Vẫn tiếp tục bớt gọi tên anh nữa. Và sẽ có một dấu hiệu để cho các bạn nhận biết rằng đã có 30 giây vừa mới trôi qua. Dấu hiệu thế này. Đó, nghe cái tên là các bạn biết rằng đã 30 giây trôi qua. Để mình tính cái chuyện là mình sẽ tiếp tục trả lời hay mình chuyển lượt cho có cái sự an toàn dành cho mình nha. Hồi nãy trong nhóm mình ai là người bốc thăm để chọn đồng hồ đầu tiên? Em. Em luôn hả? Tôi. Không, đó là hên nha. Ủa hên anh. Chọn đồng hồ trả lời trước là em có nhiều thời gian nhất. Dạ. Đó, sau đó em có quyền em chuyển cho những bạn khác. Dạ.
Mời em để tay vào nút bấm. Thạch chuẩn bị anh me em rồi. Bấm. Đồng hồ số 6. Yeah. Em biết nó bao nhiêu giây không? Không biết ạ. Em không biết nhưng khán giả xem truyền hình thì biết. À. Bởi vì nó có hiển thị trên màn hình TV. Đâu xong hiển thị đây cho em coi. Ở đây em mà coi là em không tập trung. À. Đó, mình bị phân tâm bởi con số nó nhảy đó, cho nên là kệ tạm quên nó đi. Dạ. Chỉ cần tập trung vào câu hỏi thôi. Câu hỏi dành cho Lâm bắt đầu. Lòng lan dạ thú. Lan ở đây là con gì? Lan là con sói. Đúng. Tiếp. Tên miền quốc gia cấp cao nhất của Nhật Bản có đuôi là gì? .gb. Đúng. Tiếp. Kỳ thi 2-1, tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng được bắt đầu từ năm nào? 2015. Đúng. Minh. Tượng đài Kabasa nằm ở tỉnh nào của nước ta? Bỏ qua. 1/4 phút là mấy giây? 15 giây. Đúng. Anh. Rồi, đừng kêu anh. Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh, quận huyện nào không giáp với Long An? Bình Tân. Đúng. Tiếp. Ngựa, chó, heo, hổ, con nào có khả năng ngủ trong khi đang đứng? Ngựa. Đúng. Chuyển. Thạch. Quảng trường nào ở New York, Mỹ là nơi tập trung cả triệu người chào đón năm mới? Quảng trường Thời Đại. Đúng. Duy. Trong âm nhạc, một nốt tròn bằng bao nhiêu nốt trắng? Dạ hai. Đúng. Tiếp. Ba Tư là tên gọi trong quá khứ của nước nào? Iran. Đúng. Tiếp. Hiện tượng mưa dưới dạng hạt và cục băng kích cỡ khác nhau gọi là gì? Mưa đá. Đúng. Anh. Kền kền trắng là biệt danh của câu lạc bộ bóng đá nào? Bỏ qua. Món bánh ngải, đặc sản của người Tày được làm từ lá gì? Bỏ qua. MV Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới là sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Tóc Tiên và nhóm nhạc nào? Tóc Tiên và Thu Liver. Sai, Đà Lạt. Lúc con 11 tuổi thì mẹ 31 tuổi. Lúc con 70 tuổi thì mẹ hơn con bao nhiêu tuổi? 20. Đúng. Thạch. Gián, mũi, bọ ngựa, ruồi. Loài côn trùng nào giết chết bạn tình sau khi giao phối? Bọ ngựa. Đúng. Lập. Hết. Hả? Hả gì? Ủa, xin lỗi. Em về, em rớt hả? Ủa, tuyển kiếm chú Lâm về em. Em nhớ lúc giờ em biết là sắp hết giờ, em nhớ có mình tên anh rồi. Trời ơi. Em ơi, nhưng mà thời gian đã dừng lại trước rồi. Thật à, thời gian đã dừng lại trước. Em kêu, khi nó có cái tiếng bùm đúng không ạ? Là hết giờ rồi. Là em có bị lỗi không anh? Không, hơn em. Hơn hả? Thạch nha, không có chơi xấu nha Thạch. Vừa rồi, chúng ta đã trải qua gói thời gian là 1 phút 45 giây. Nửa giây nữa thôi là em được ở lại rồi. Nửa giây nó cũng là một cái khoảng thời gian mà nhiều khi chúng ta phải tiếc nuối. Dạ không sao ạ. Hy vọng là mọi người sẽ có thể để anh Lâm ra sớm cùng với mình nha. Rất là hình như là anh ái mộ Lâm phải không? Tại vì anh Lâm là người đã chọn cái gói câu hỏi này để em ra đi, cho nên là em cũng sẽ chờ đợi. Nhưng ai không? Là người gọi tên em? Anh. Thế anh phải không em? Dạ đúng rồi. Thế anh gọi tên của Thạch. Thế anh vòng này rớt đi nha em. Hai bé nó quạt kia. Em không có ý, em không có ý thiệt mà anh ơi. Ai mà cố ý đâu, lúc đó trong đầu mình nghĩ tên ai, cái tên nào nó bật ra trong đầu mình là mình gọi liền đúng không em? Đúng dạ, rồi đúng. Anh hồi nãy em còn nói anh mà em nhìn em chỉ qua đây mà anh thì phải. Hồi nãy khi em nói chữ anh, em nhìn qua đây. Anh cứ tưởng là em kêu anh Lâm. Anh Lâm. Hết hồn. Hèn cho anh giật mình quá trời luôn á. Anh mới làm em nhật mình á Lâm. Và như vậy là số điểm luôn của Bảo Thạch là 1.000 điểm sẽ được chuyển sang cho Thế Anh. Rất là tiếc, anh tiếc thiệt sự, bởi vì anh rất là có cảm tình với em. Anh cũng mong rằng em đã có những cái giây phút vui, nó hồi hộp, nó căng thẳng nhưng mà nó thú vị khi đến với chương trình này Thạch nhá. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ, cảm ơn chương trình và hy vọng là mọi người sẽ có thể chơi hết mình. Tạm biệt Thạch. Một quà dành cho em, một chiếc điện thoại thông minh dành cho Bảo Thạch. Chào tạm biệt em. Thưa quý vị, vừa rồi những người chơi của chúng ta đã trải qua một gói thời gian mà họ cảm giác vô cùng hồi hộp, căng thẳng, muốn rụng tim, kể cả cái người gọi là chinh chiến bao nhiêu năm trên sân khấu, dạ, trước bao nhiêu người như là Lâm đây, đúng không em? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên mà em tham gia game mà em thấy căng thẳng lắm luôn á, và rất là lo và hồi hộp. Dạ. Khi mà đang câu hỏi thuộc về quyền trả lời của những bạn khác, em có theo dõi, em có bám sát theo từng câu từng chữ không? Em có bám sát nhưng mà em trả lời không được câu nào hết. Tức là em trả lời nhẩm ở trong đầu của mình mà không biết những cái câu hỏi đó. Thật sự những câu hỏi rất là khó. Em mong là chương trình sẽ cho những câu hỏi mà dễ hơn, về văn hóa, về nghệ thuật, về những diễn viên, đồng nghiệp của em. Em có thể dễ trả lời được không ạ? Ví dụ câu hỏi dài. Dạ. Đề nghĩa bao nhiêu ký? Dạng dạng vậy. Chắc chắn là em sẽ không trả lời đúng câu này đâu. Dạ. Mém mém cũng được. Mém mém thôi là ra về rồi. Chỉ cần mém mém là ra về rồi. Ở đây chúng ta còn lại 4 người chơi. Và ở đó bạn Minh
đang có số điểm thấp nhất là 500 điểm, cho nên em sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ tiếp theo mình nha. Để tay vào nút bấm nào. Bắt đầu. Đồng hồ số 2, câu hỏi dành cho Nhật Minh, bắt đầu. Tìm số dư của phép chia 29 chia 6. 5. Đúng. Tiếp. Đạo ôn là một loại bệnh trên cây gì? Cây lúa. Đúng. Tiếp. Cầu thủ nào cao nhất trong danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2020? Nguyễn Văn Toản. Đúng. Tiếp. Muốn ăn cua có nhiều gạch thì chọn cua cái hay cua đực? Cua cái. Đúng. Lập. Ơi. Thái Lan hiện có hai thành phố trực thuộc trung ương là Pattaya và thành phố nào? Bangkok. Đúng. Tiếp. Mr Bean là bộ phim truyền hình hài kịch nổi tiếng của nước nào? Của nước Anh. Đúng. Tiếp. Vùng Tây Nam Bộ nước ta gồm có bao nhiêu tỉnh thành? 13. Đúng. Anh. Tổng hai góc của một hình chữ nhật là bao nhiêu độ? 180 độ. Đúng. Tiếp. Cha ruột của chồng chị dâu mình thì là gì của mình? À, bố ruột. Đúng. À, tiếp. Khoai vạc, củ cái, củ mỡ, củ cầm, củ đỏ là tên của một loại khoai thường có màu gì? Bỏ qua. Cơ quan nào? À, đó là màu tím em. Tiếc quá. Thế anh, cái câu trước là em trả lời đúng. Nếu như lúc đó em chuyển lượt qua người khác thì có thể là em đã vượt qua được cái vòng thi này. Vừa rồi chúng ta đã trải qua gói thời gian là 1 phút mà cho hỏi thăm cái Lâm. Dạ. Em nạt nổ ai vậy? Em không có nạt ai, tại vì cái tâm lý của em là phải nhanh, phải nhanh thôi. Em ủa đây thì mấy em nó cũng nhanh. Nói, thế anh nãy nó trả lời câu trước cũng nhanh mà nó bình tĩnh trả lời vẫn đúng, đúng không? Em rồi Minh nó tinh, cũng vậy. Em áp đảo tinh thần, em phải la cho mấy bé giật mình, cái kiến thức nó văng ra ngoài. Anh thấy mấy bé nó chưa có giật mình mà anh giật mình trước nè. Anh nó cắn lưỡi, anh đọc sai câu hỏi nè, là tốn thời gian hơn nữa đây nè. Dạ. Gì đâu mà tiếp. Dạ. Quá trời quá đất luôn vậy đó. Em gọi tên bé phải không? Dạ. Thế anh đúng không em? Dạ mà bé nó ham anh. Trả lời câu hai câu ta chuyển được rồi. Anh thấy dễ quá, anh thừa thắng xông lên. Cuối cùng anh rớt luôn. Nãy em cũng vậy đó. Đúng không? Tại vì cũng... em mới thấy người thứ hai thôi, cho nên em cố gắng em làm miếng nữa. Còn người thứ ba rồi mà cũng còn tham thì thôi cho người ta trả lời với anh em chung vui đồ này nọ. Nghĩ sao mà ôm trả lời hết. Rồi bây giờ rớt rồi, vừa. Trời ơi. Thế anh, anh làm anh nói quá trời nói như vậy luôn á. Giờ mình có gì mình nói lại với anh không em? Chứ để mất công ta nói mình bị anh ăn hiếp đó. Ờ, tại sao vậy em? Tại sao em dành trả lời hết vậy cưng? Không biết nói sao luôn á. Chắc tại do em xui. Có lẽ là em nghĩ rằng thời gian vẫn còn đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa rồi gói thời gian của chúng ta chỉ có 1 phút thôi. Trời. Và 4.500 điểm của Thúy Anh sẽ chuyển sang cho Lâm. Trời ơi, sướng quá. Em ít ra em làm cái mặt ân hận khổ chút xíu Lâm. Người ta thấy thương. Dạ không, tại vì cuộc chơi là phải có người thắng và người thua. Thật sự em rất là thương em đó luôn. Tại vì nếu mà em thắng thì những cái phần đó nó sẽ... mình có công ăn việc làm, mình có thêm một món tiền thưởng về cho cha mẹ, cho mẹ mình, đúng không? Mà anh vô tình lấy hết điểm của em, anh cũng ân hận lắm. Đó thì cái mặt ân hận chút xíu chứ đừng có vui quá. Bị kỳ ha anh. Ừ. Anh nói báo lợi đi ạ. Anh báo lợi đi. Nè, làm lại nè. Điểm của Thế Anh sẽ chuyển sang cho Lâm. Trời ơi. Đó, cũng là cái từ trời ơi mà cái thái độ nó khác. Dạ đúng rồi, ân hận, đau khổ, dằn vặt. Mà lần này khán giả ghét hơn nha. Hả? Sao vậy anh? Tại vì thấy cái sự này nó giả dối quá đó. Anh kêu em diễn lận. Chúng ta diễn nhẹ nhẹ thôi, làm quá. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ phải chia tay Thế Anh tại đây nha. Và cảm ơn em đã đến với chương trình cũng như là có một phần quà là một chiếc điện thoại thông minh dành tặng cho em. Trước khi tiếp tục đến với vòng thi tiếp theo của ba người chơi còn lại, hãy nghỉ với Lao ít phút nha thưa quý vị. Làm như có điềm báo trước, đúng không Lâm? Hồi dạ. Nãy nói bạn số 5 đi trước, rồi sau đó em nói làm sao? Hồi nãy cái bạn này, bạn kêu bạn này nè, rồi cùng bây giờ hai bạn nắm tay ra canteen ngồi uống nước mía luôn. À, tiếp theo em có muốn ra uống cùng không? Dạ không, em không hề có nhu cầu đó. Không thích uống nước mía à? Không, em muốn vô chung kết. Em muốn chứng tỏ những người mà đã dạy em là thấy em là người có kiến thức thật sự, chứ không phải là cái miệng không. Cũng có ý định đó phải không? Dạ. À, tức là nãy giờ cũng đã cố gắng hết sức. Và để thử xem coi cái sự cố gắng này của Lâm sẽ đưa Lâm được đến với vòng thi nào trong ngày hôm nay nha. Còn lại ba người chơi ở đây thì anh thấy Duy là đang có điểm số thấp hơn 3.000 điểm. Vâng, chứ em không được nói gì luôn đấy. Nhưng mà an toàn em ơi. Vâng, cũng hên. Đúng không? Vâng. Nhiều khi mình cứ lừ đừ vậy đó mà đến vòng cuối cùng mình hôn cái cú chót. Vâng. Giống như mình hốt phụ chót thì mình đi luôn vậy em. Còn mấy cái người mà nói ồn ào á chưa chắc ta trụ lâu. Nha. Dạ. Anh không có ý nói em nha Lâm. Anh xin ghét em thì sao anh nghĩa? Anh đã nói rồi, anh không có ý nói em. Dạ. Còn ai muốn hiểu sao hiểu. Hồi nãy bạn đầu đi anh nói trời em ơi xem đi sớm vậy, anh rất là thiện cảm với em. Anh làm như anh ác cảm với ba bốn người này.
Thôi không có. Bây giờ mình tập trung nè, để cho Duy bấm nút cho đồng hồ. Mời em. Đồng hồ số 4. Câu hỏi dành cho An Duy. Bắt đầu. Số 94 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 9 chục và 4 đơn vị. Đúng. Lâm. Pa bỉnh tộp là món ăn gì của người dân tộc Thái ở Tây Bắc? Cá gặp nướng. Đúng. Bếp. Đường trượt zipline liền mạch dài nhất Việt Nam nằm ở thành phố nào? Nha Trang. Đúng. Minh. Hệ thập phân là hệ đếm dùng số mấy làm cơ số? 10. Đúng. 5. Vọt cát bà là loài linh trưởng rất quý hiếm còn có tên gọi khác là gì? Vọt đầu trắng. Đúng. Chuyện Duy. Trong truyện hài dân gian mầm đá, món tương mà Tràng Quỳnh. Hay quá Lâm ơi. Em rồi quá, em câu nên em chết rồi. Trời ơi anh Lâm xuất sắc luôn á. Em được trả lời câu nào chứ Duy? Em được câu nào không ta? Em được 1-2 câu đó. À mới có 1-2 câu à. 1-2 câu mà cũng bị loại. Rồi đến khi mà anh Lâm gọi tên em cái là hết giờ. Vâng, cũng hơi xu đấy. Nhưng mà nói chung là đến với chương trình thì em cũng cảm thấy rất là hiếm khi để có một cái cơ hội để mà mình có được cái cảm giác hồi hộp và vui vẻ như hôm nay. Thì em xin chúc cho chương trình và hai người chơi còn lại sẽ trả lời thật tốt những câu hỏi của anh. Anh mấy hoa hậu ta hay qua ta chia buồn mấy em á. Dạ để cho em lấy lời thiện cảm với lại khách người ta coi chương trình ở nhà ta thấy thương em. Duy à, dạ. Em có buồn anh không? Em cũng hơi ạ. Hơi ạ. À. Vâng. Đừng buồn nha. Dạ. Có buồn làm được anh. Dạ. Về đi cưng. Dạ. Em. Dạ. Em qua em chia buồn, em qua em dè biểu người ta vậy? Em chia buồn. Chia buồn mà không hề có một cái thái độ nào đó thành khẩn. Thì cái lời văn cái mặt em nó bị đơ vậy thôi chứ trong trái tim của em là thành khẩn lắm. Rồi thôi đi về đi. Đi về chỗ đi. Em sợ luôn anh qua chia buồn mà em sợ hơn ấy. À, sợ qua cắn người ta đó. Dạ. 3.500 điểm của Duy sẽ chuyển sang cho Lâm. Yeah. Thành khẩn em, thành khẩn. Tìm trái lại. Cái cũng mặt được. Có vẻ nuối tiếc một chút. Cái mặt nuối tiếc thì mình không nên nhe hàm răng sứ ra như vậy. Đó, ngậm lại, đúng rồi đó, nhẹ nhẹ thôi. Đó, khán giả người ta thấy người ta biết rằng à mình có cái sự gì đó tiếc nuối nhẹ nhẹ dành cho em nó, đúng không? Tạm biệt em. Dạ. Còn với Duy, em sẽ nhận được một chiếc điện thoại thông minh là phần quà mà chương trình dành tặng cho em. Gói vừa rồi của chúng ta là 30 giây, rất nhanh. Và cũng thật là tiếc khi phải chia tay với em tại đây. Chào tạm biệt em nha. Dạ. Chào đón quý vị đến với lượt thi thứ tư của nhóm 2. Còn lại hai người chơi thôi, đó là bạn Nhật Minh và Lê Dương Bảo Lâm. Hiện nay thì Minh đang có điểm số thấp hơn, cho nên em sẽ là người chào đồng hồ. Em có bị áp lực với anh Lâm không Minh? Dạ có áp lực lắm anh. Mỗi lần mà em chuyển câu em phải sử dụng hết cái hơi của mình đó để gọi cái tên anh Lâm để lấn át lại cái lượng hơi khủng khiếp của anh. Anh cũng bị giật mình nha, giọng em cũng ghê quá trời. Và em cũng biết rồi đó Minh, Lâm hay gọi tên người chơi để áp đảo tinh thần bằng dạ, cách giống như là quát vào mặt người chơi. Đừng để cái điều đó nó lung lay tinh thần của mình nha. Dạ. Chuẩn bị, mời em bấm nút. Đồng hồ số 3. Câu hỏi dành cho Nhật Minh. Bắt đầu. Người nước nào sáng lập ra môn võ vô vi nam? Việt Nam. Đúng. Tiếp. Sầu riêng Ngũ Hiệp là sản phẩm thuộc huyện nào của Tiền Giang? Cai Lậy. Đúng. Tiếp. Người ta dùng đơn vị km/h để đo thời gian, khoảng cách hay tốc độ? Tốc độ. Đúng. Tiếp. Món xôi gất sử dụng phần nào của quả gất để tạo màu? Vỏ, ruột hay hạt? Ruột. Đúng. Lâm. Sân chùa Linh Phước, Lâm Đồng có con rồng dài 49m được làm từ 12.000 vật liệu gì? Miệng chai, á vỏ chai. Đúng. Tiếp. Một hình nón có bao nhiêu đỉnh? Một. Đúng. Tiếp. Bột nở được dùng để làm vườn, làm bánh hay làm nhà? Làm bánh. Đúng. Minh. Trong bảng chữ cái tiếng Việt. Thời em tới rồi. Không cản kịp. Xôi. Vừa rồi chúng ta trải qua 45 giây. Và Lâm hôm nay đúng là thần may mắn mỉm cười với em. Thôi em. Tạm biệt em. Dạ tạm biệt. Mà cái cách gọi tên của hai người cũng ngang ngửa nhau chứ không phải vừa. Nó cũng đạt vô mặt em anh chứ đâu phải nó hiền đâu anh. Quá trời. Tại vì khi người ta đã đến cái bước cuối cùng rồi người ta phải dốc toàn lực. Dạ đúng rồi, không còn gì để mất nữa rồi. Đúng không Minh? Ờ. Anh xin binh Minh cũng vậy, anh không binh em vậy anh nghĩ. Tại em nó nhỏ em. Em cũng nhỏ vậy anh. Khi nào là em nhỏ anh Minh đi. Thì bây giờ anh có hai đứa em, đứa nào nhỏ hơn anh phải cưng hơn chứ. Đúng không? Dạ em cảm ơn anh Nghĩa. À 11.000 điểm của Minh sẽ được chuyển sang cho Lâm. Trước khi chia tay với chương trình, Minh có điều gì muốn chia sẻ hay không? Phải nói là đây là một cái chương trình làm cho em rất là hồi hộp hơn cả lúc mà mình lên sân khấu. Cảm giác nó còn hồi hộp khi lần đầu lên sân khấu. Và em đã học được rất là nhiều kiến thức thông qua cái chương trình này. Và em xin cảm ơn chương trình cũng như là cũng rất là vui khi hôm nay được trình bày cái sáo trúc của mình trên
trên sóng trên và trên đài truyền hình cho quý vị khán giả xem. Và kính chúc cho tất cả mọi người cùng anh Lâm, anh Nghĩa và quý vị khán giả có sức khỏe dồi dào. Dạ cảm ơn Minh rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay Minh đã nhường em. Thật sự cái chương trình này á là kiến thức là một cái điều rất quan trọng, nhưng cái vấn đề là hên với xui nữa, là mình phải may mắn, mình canh đúng thời gian. Với qua chương trình này có một cái bài học là phải yêu thời gian, phải quý thời gian, đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Trời ơi, tự nhiên thắng được người ta một cái, bây giờ thành triết gia luôn vậy đó. Không có, em chỉ muốn chia tay với bạn thôi. Chia tay đi. Tạm biệt em. Lần em này lấy như hết là từ rồi. Trong tâm đúng không anh? Đúng rồi cưng. Dạ. Yeah. Tạm biệt em. Cảm rồi mời em về chỗ. Minh ở đó đi Minh. Ừ. Thì Lâm cứ về chỗ đi cái đã đúng không? Còn với Minh, em sẽ nhận được một chiếc điện thoại thông minh là phần quà mà chương trình dành tặng cho em. Như vậy là Lâm sẽ là người đại diện của nhóm 2 bước vào vòng thi sau nha. Chuẩn bị sẵn sàng chưa Lâm? Bạn trước em giỏi không ạ? Giỏi chứ. Đẹp không ạ? Đẹp luôn. Sinh năm bao nhiêu ạ? Anh chưa biết. Cao bằng em không ạ? Chắc chắn là sẽ cao hơn em. Miệng rộng bằng em không ạ? Hả? Miệng rộng bằng em không? Bằng em đâu. Không bằng. Vậy là không làm, không làm em rồi. Ủa vậy hả? Ủa đây nghe nè, mình vô đây mình trả lời bằng kiến thức của mình, chứ bộ vô đây ăn thịt người ta hay sao mà đòi miệng rộng. Em sẽ dùng cái lực của mình để áp đảo tinh thần của bạn đó. Để coi sao nha. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ nghỉ cho là ít phút trước khi bước vào vòng thi tiếp theo. Chào đón quý vị khán giả đã đến với vòng đối mặt của chương trình Đối mặt Thời gian. Hai người chiến thắng của hai nhóm, nhóm 1 là Hiếu và nhóm 2 là Lâm, các bạn đang đứng cạnh nhau. Ở vòng này thì mỗi một bạn sẽ có một cái đồng hồ riêng là 60 giây. Các bạn sẽ lắng nghe câu hỏi từ anh. Nếu như các bạn trả lời đúng thì anh sẽ là người gọi tên người còn lại. Các bạn không cần phải gọi tên người bạn của mình. Dạ. Yeah. Và đồng hồ thời gian của ai kết thúc trước, trở về không trước thì xem như người đó thua cuộc và người còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Hiện nay thì Hiếu đang có 16.500 điểm và Lâm đang có 30.000 điểm. Wow. Nãy giờ Hiếu có xem nhóm 2 thi không em? Em có xem, nên em cảm thấy vòng này em may mắn hơn các bạn trước. Tại vì em thấy vòng trước là anh Lâm dùng cái gì? Dùng cái gọi là cái gì? Cái gì đó áp đảo hả? Áp đảo, một cái công đoạn là thủ đoạn đấy anh. Rồi hét vào mặt người ta để người ta bị lung lay ý chí không trả lời. Mình được. Gọi là tiểu xảo đây em. Tiểu xảo đó. Tiểu xảo. Ủa mà Hiếu em đang làm công việc gì vậy? Dạ hiện tại em đang là ca sĩ. Ca sĩ à? Em có học đại học cao đẳng gì không? Dạ em có học ạ. À. Rồi sao em? Kiến thức em nhiều không? Dạ em có, em nghĩ là khoan, em sẽ im lặng. Khoan, hiếu đúng rồi đó. Anh nghĩ rằng em nên im lặng, dạ, đúng không? Dạ. Khi người ta hỏi mình với một cái thái độ mà gây hấn thù địch như vậy thì tại sao mình phải trả lời, đúng không? Ủa mà em hỏi ý gì đằng chi Lâm? Em biết, ví dụ nếu như mà bạn giỏi quá thì em thu non em đi về. Tại vì cha mẹ em đang canh chương trình này để coi. Em muốn báo hiếu cha mẹ em, chứ vậy em muốn phải trả lời thật là nhiều. Vậy thôi. Còn lỡ nếu như mà thấy bạn ấy cái phong background, cái phần học phía sau bạn ấy khủng quá thì tự động rút lui trước hả? Tôi rút lui, còn thấy bạn yếu quá thì em dập bạn. Trời ơi, thôi tự tin lên nha. Dạ. Hiếu đang thấp điểm hơn cho nên em sẽ là người trả lời trước nha. Chuẩn bị, câu hỏi dành cho bạn Hiếu, bắt đầu. Điểm cực Tây trên đất liền của nước ta nằm ở tỉnh nào? Đổi. Trong bóng đá, thủ môn có quyền ghi bàn không? Có. Đúng. Lâm, người hít phải khói thuốc do người khác hút gọi là hút thuốc lá dạng gì? Hút thuốc thụ động. Đúng. Hiếu, sắp xếp các từ sau theo trật tự bảng chữ cái: sò, tôm, cá. Cá, tôm, cá, sò, tôm. Đúng. Lâm, quang hợp ở thực vật diễn ra vào thời gian nào trong ngày? Ban đêm. Sai, ban ngày. Hả? WHO là cụm từ viết tắt bằng tiếng Anh của tổ chức nào trên thế giới? Ai anh? Em á. Bỏ qua, thua. Bọ gậy là ấu trùng của con gì? Con muỗi. Đúng. Hiếu, trong tiếng Việt cụm từ honeymoon có nghĩa là gì? Tuần trăng mật. Đúng. Lâm, mắt mèo, mắt cá, mắt gà đâu là tên gọi một bộ phận trên cơ thể con người? Mắt cá chân. Đúng. Hiếu, xứ sở kim chi là tên gọi quen thuộc của đất nước nào? Hàn Quốc. Đúng. Lâm, số chẵn liền trước số 99.000 là số mấy? 99.000. Số chẵn liền trước 98. Sai. 98.998. Bãi xếp trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nằm ở tỉnh nào? Quảng Bình. Sai. Phú Yên. Manga là dòng truyện tranh của quốc gia nào? Nhật Bản. Đúng. Hiếu, dê đực và dê cái con nào có râu? Cả hai con có râu. Đúng. Lâm, Michael Jordan là vận động viên nổi tiếng môn thể thao nào? Bóng rổ. Đúng. Hiếu,
món mì nào mang thương hiệu của Quảng Nam và Đà Nẵng? Mì Quảng. Đúng. Giỏi quá em. Lâm, nếu cắt hình thang, hết giờ. Là em thua hả? Đúng rồi đó em. Thôi. Nói gì lại đi trời. Gì? Không, tại câu bạn nó dễ quá. Câu em sao tiếng Anh không vậy? Cái này làm sao tôi biết không, được. Không, em chơi lại, em thấy em anh Nghĩa lừa câu hỏi. Anh Nghĩa đọc cho em nè. Cái gì mà 9999 mà khó vậy? Cái câu là cái số chẵn nào trước cái số 99.000 thôi là số mấy? Thì số chẵn liền trước là số 98.998. Thôi em thấy câu bên em khó quá, câu đó dễ không à? Khó đâu khó. Vì món em... mì quảng gì này nọ dễ. Bên đâu. Em có câu mắt mèo, mắt cá, mắt gà. Đúng rồi, cũng dễ mà. Kinh cơ thể con người dễ quá không? Dễ quá. Em thấy đúng là mắt cá. Còn câu bãi xếp trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nằm ở tỉnh nào? Em nói là gì? Quảng Nam, Quảng Bình gì đó? Phú Yên à? Ờ, tao Phú Yên. Dạ. Trời ơi, tức ghê tức luôn ghê vậy đó, luôn á. Cho em chơi lựu đi. Đâu ra có cái vụ xin xỏ chơi lựu nữa. Không, em chơi vòng sau, em hứa chơi vui lắm. Chơi lại mùa sau anh ạ. Ờ đó, chơi lại mùa sau. Chơi lại mùa sau. Đó. Thôi không được đâu anh ơi, em bao nhiêu tuổi vậy cưng? Em 20 ạ. Trời ơi, đứa 31 tuổi mà chơi thua 20 tuổi rồi, ai nhìn mặt em nữa, cho em chơi lựu đi. Mà bây giờ đứa 31 tuổi mà đòi chơi ăn gian, đòi xin chơi lại mới kỳ đó nghe. Nói gì nữa bây giờ quý vị, 30.000 điểm của Lâm sẽ chuyển sang cho bạn Hiếu. Thôi. Em ơi, đồng hồ của em không giây đúng không? Còn cuốn ta biết nhiêu giây không? Nhiêu anh? Dư tới 24 giây. Trời ơi. Giỏi đúng không? Một bạn trẻ mà giỏi nữa, cho nên là mình phải cổ vũ nhiệt tình cho bạn ấy bước vào vòng đặc biệt. Dạ. Vòng đặc biệt của chương trình chúng ta sẽ đến với chúng ta sau ít phút nữa. Không, mà vòng đặc biệt em có đứng đây không? Em đứng ở dưới kia. Thôi cho em đứng đây em chơi được không? Em đứng đây rồi em áp đảo tinh thần ta làm sao? Không, em đứng đây em coi bạn cho em. Khi nào mà vòng đó kết thúc em sẽ được lên đây đứng để chào khán giả với anh. Thôi em khỏi chào, cho em về, cho em về đi. Dạ thưa quý vị, hãy nghỉ với là ít phút trước khi đến với vòng đặc biệt của chương trình. Dạ thưa quý vị, sau khi trải qua một cái cuộc gọi là rất là kịch liệt trận chiến với lại cái người chiến thắng của cái nhóm kia, cái nhóm số 2 đó, yeah. Thì cuối cùng bạn Hiếu cũng đã đứng ở đây cùng với Đại Nghĩa trong vòng đặc biệt này. Hồi nãy ở cái vòng trước là đúng là hồi hộp và căng thẳng thiệt, yeah. Không em? Căng thẳng à. Em phải tập trung hết cỡ để không bị anh Lâm áp đảo đó. Rồi sau đó tới cái màn mà kèn cửa xin xỏ năn nỉ để được chơi lại của ông Lâm đó nữa, đúng không? Mà làm sao có chuyện đó, yeah. Cuộc chơi mà phải công bằng thôi, yeah. Chứ ở vòng này thì em sẽ có cơ hội mang về trọn vẹn số điểm thưởng mà em đang có nếu như em trả lời đúng được 5 câu hỏi của chương trình trong khoảng thời gian là 30 giây. Nếu em trả lời được đến 40 giây 5 câu hỏi thì số điểm thưởng đó chỉ còn là 50% thôi. Còn 50 giây để trả lời được 5 câu hỏi thì còn lại 25%. Trả lời 60 giây cho 5 câu hỏi thì còn lại 12,5%. Số tiền đó nó cứ nhỏ dần theo cái số thời gian nó cứ tăng lên của em. Còn nếu sau 60 giây em trả lời đúng được có 3 câu, yeah. Hoặc 4 câu thì em sẽ nhận được 5 triệu đồng, yeah. Cùng với một chiếc điện thoại thông minh, yeah. Cơ hội để em có một cái số tiền mang về cho nhóm, yeah. Để có thể làm được một sản phẩm nằm trong tầm tay của em. Tùy thuộc vào những câu trả lời của em, yeah. Sắp tới như thế nào? Sẽ phải tập trung. Tự tin không? Dạ, yeah, tự tin. Cố lên nha, yeah. Câu hỏi ở vòng đặc biệt dành cho Hiếu bắt đầu. Tên của phố đi bộ đầu tiên ở Việt Nam là gì? Nguyễn Huệ. Đúng. Theo âm lịch, năm Canh Tý 2020 có 354 ngày hay 384 ngày? 384 ngày. Đúng. Ở Việt Nam, biển số ký hiệu MD cấp cho xe gì? Xe máy điện. Đúng. Tính đến năm 2020, mạng xã hội Facebook đã được bao nhiêu tuổi? Bỏ qua. Ở Nam Bán Cầu, từ tháng 6 tới tháng 8 là mùa đông hay mùa hè? Mùa đông. Đúng. Trong phép chia, số dư nhỏ nhất là bao nhiêu? Số 1. Dừng thời gian. 5 câu ngon ơ. Nãy hơi ngắt ngứ và bỏ qua cái câu về Facebook. Dạ Facebook. Em có sử dụng Facebook không? Dạ em có, nhưng mà không biết là bao nhiêu. Tại vì em sợ là đếm, bắt đầu đếm sẽ mất thời gian nên thôi bỏ qua luôn. 5 câu nhưng mà quan trọng là không biết trong khoảng thời gian bao nhiêu giây. Dạ. Em đang có tổng số điểm là bao nhiêu em nhớ không? Dạ không ạ, hoang mang quá không nhớ. 46.500 điểm. 46.500 điểm. Tương ứng với 46.500.000 đồng. Nếu như mà để thực hiện một MV thì trung bình cái số tiền trong một MV là khoảng bao nhiêu tiền em? Dạ cũng tùy ạ. Tùy. Liệu cơm gắp mắm đúng không? Dạ. Thậm chí như chúng ta cũng thấy rằng trong cái khoảng thời gian vừa qua cái MV rất là hot của Hoài Lâm. Dạ đúng rồi. Thì mình biết chắc rằng cái kinh phí dành cho cái MV đó không bao nhiêu cả. Quay đen trắng. Dạ.
một người ngồi đàn guitar rồi Hoài Lâm ngồi kế bên và nghêu ngao hát. Dạ. Đó là cái bài gì đó? Hoa nở phong màu. Và nếu như cái số tiền 46 triệu 500 ngàn đồng này thuộc về em thì nhóm em anh tin rằng cũng sẽ có một cái MV để ghi dấu ấn của mình trong lòng khán giả. Không biết là bao nhiêu giây? Số giây mà em trả lời đúng được 5 câu hỏi vừa rồi là... bao nhiêu? 3! 3 là cũng cao rồi đấy. 3 mấy á? 38 giây! Wow! Tức là mình sẽ bị mất đi phân nửa số điểm thưởng mà mình đang có. Nếu như mà em 30 giây thì em sẽ là có trọn vẹn số tiền đó. Nhưng mà mình phải có đến 38 giây mới có thể trả lời được hết 5 câu hỏi. Thì số tiền này sẽ còn lại 50% là 23.250.000 đồng. Xin chúc mừng em. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta đã có một tập đối mặt thời gian rất là vui và cực kỳ hấp dẫn từ những người chơi gửi cho Dương Lâm. Đây là cái phần quà dành cho em khi em đã là người chiến thắng của cái nhóm 2 nha. Cho anh hỏi thăm cái là bây giờ mình không có được cái số tiền lớn như mình mong muốn, rồi sau chương trình này lát nữa về mình có đi quay hay đi làm gì nữa không em? Em có đi quay nhưng mà em buồn quá, tâm trạng em bị tuột mút rồi. Em về quê em sẽ chiêm nghiệm lại cái cách sống của mình. Sao kỳ vậy? Tại vì em sống mà em không, em sống đẹp lắm, em dễ thương lắm. Em hơn thua với mấy bạn kia quá. Rồi cái kết cục không đẹp. Vậy hả? Tự nhận thấy điều đó ở mình ha. Nói đùa vậy thôi chứ thiệt ra là vui vẻ là chính nha. Chứ làm thiệt ra cũng không phải hơn thua gì mấy em út làm gì. Dạ, đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, cảm ơn em nha. Này gì em đây anh? Điện thoại. Điện thoại hả? Điện thoại thông minh. Wow, sao mình không tặng cái đồng hồ anh để quý thời gian hơn. Trời ơi, chương trình này là kỵ đồng hồ em. Dạ. Thấy vô đây đã quay được đeo đồng hồ không? Kể canh nè. Kỵ đồng hồ, đúng rồi. Em có thể đeo lắc, đeo vòng, đeo chuỗi hộp, đeo chuỗi bạc này kia được hết. Đổi mặt thời gian. Trừ đồng hồ ra. Dạ. Và với em thì sẽ nhận được thêm một cái số tiền rất là lớn là 23.250.000 đồng. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho em nha. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Đối mặt thời gian cũng xin được phép kết thúc. Và đây cũng là số phát sóng cuối cùng của mùa 2 Đối mặt thời gian. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả trong thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Mong rằng những tập phát sóng của chương trình sẽ mang lại cho quý vị khán giả những kiến thức bổ ích cũng như là những giây phút thú vị khi ngồi bên màn hình. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Lurik Vui ăn cùng bùng hương vị đến từ công ty cổ phần BBK đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau ở mùa thứ 3 của Đối mặt thời gian.